Ngày 13 tháng 4, Bộ Công an tiến hành hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch 486/KH-BCA-C04 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch số 486 của Bộ Công an, C04 và Công an 18 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Qua đó, Công an 18 địa phương đã rà soát, xác định được 106 tuyến trọng điểm và 169 địa bàn phức tạp và 2.000 đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Thủ đoạn cất giấu của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Ma túy được chúng ngụy trang trong bao bì thực phẩm, trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ô tô cũ, trong các khối đá kích thước lớn. Thậm chí mới đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô có treo logo giả danh một đài truyền hình. Đối tượng chủ mưu không xuất đầu lộ diện mà từ xa điều hành bằng tín hiệu tiếng lóng qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, WeChat. Sau 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch số 486, Cục C04 và Công an các địa phương đã triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn phức tạp xuyên quốc gia liên quan đến 18 địa bàn trên, bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu cầm đầu, thu giữ lượng lớn các chất ma túy. Cụ thể, lực lượng đã triệt phá 1.191 vụ, trong đó có 65 chuyên án, bắt 1.662 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm 116.000 viên, hơn 590 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocaine, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn cùng nhiều vật chứng tài liệu có liên quan. Truy bắt 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng đã trốn truy nã 24 năm. Công an các địa phương đã đấu tranh triệt xóa 256 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 432 đối tượng có liên quan. Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy trong nước cũng như trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, không dừng ở phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà có tính toàn cầu. Đặc biệt, số người nghiện, người sử dụng ma túy tăng nhanh, đáng báo động là độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch 486, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, quyết định thưởng nóng cho 9 tập thể và tặng bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân. Cục trưởng Cục C04 tặng giấy khen cho 7 tập thể và 36 cá nhân.